Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ mang đến cho quý nhà đầu tư những thông tin hữu ích trong quá trình đầu tư của mình. Và cũng như mọi khi thì chương trình của chúng tôi gồm có 5 phần. Phần thứ nhất đó là về thông tin vĩ mô. Phần thứ hai là lãi suất, tiền tệ và ngân hàng. Phần thứ ba là về kênh cổ phiếu. Phần thứ tư là về kênh tài sản khác. Và phần cuối cùng đó là phần câu chuyện đầu tư. Sau đây thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là phần thông tin vĩ mô. Về thông tin vĩ mô, với tin tức đầu tiên, đó là thâm hụt thương mại Mỹ tăng lên mức kỷ lục 75,7 tỷ USD trong tháng 6. Bộ Thương mại Mỹ công bố mức chênh lệch trong cán cân xuất nhập khẩu của Mỹ đã tăng thêm 4,6 tỷ USD trong tháng 6 và tương đương với mức tăng là 7% so với tháng 5 và đẩy tổng thâm hụt thương mại của Mỹ lên 75,7 tỷ USD. Nhập khẩu tiếp tục tăng 2,1% lên 283,4 tỷ USD, cũng là mức kỷ lục với các sản phẩm ô tô, máy tính, điện thoại, quần áo, rượu và các sản phẩm phụ trợ công nghiệp. Và xuất khẩu thì tăng 0,6% lên 207,7 tỷ USD, nhưng vẫn chưa quay về mức trước COVID-19. Và với tin tức này thì chúng tôi đánh giá thâm hụt thương mại của Mỹ sẽ tiếp tục tăng lên, phản ánh nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ đáp ứng sự phục hồi của nền kinh tế, của tiêu dùng cá nhân và chi tiêu đầu tư của các doanh nghiệp. Trong phần thông tin vĩ mô, với tin tức tiếp theo, đó là gói hỗ trợ 650 tỷ USD của IMF cho toàn thế giới, ai sẽ là người được hưởng lợi? Về bản chất thì SDR là một công cụ tiền tệ nhân tạo từ một sổ các loại tiền tệ quan trọng. Các thành viên IMF thì có thể bán SDR nhằm mang về ngoại tệ để cân bằng cán cân thanh toán hoặc là bổ sung dự trữ ngoại tệ. Và chúng tôi đánh giá với tin tức này, đó là gói hỗ trợ 650 tỷ USD của IMF sẽ giúp các quốc gia tăng tính thanh khoản, giảm bớt gánh nặng nợ và giải quyết các nhu cầu dự trữ. Và như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy trên slide của chúng tôi, đó là bản đồ ước tính phân bổ quyền rút vốn đặc biệt SDR của IMF cho thấy là các nước phát triển sẽ nhận được nhiều hỗ trợ hơn. Và Mỹ là quốc gia nhận được nhiều SDR nhất với 113,4 tỷ USD và các thị trường mới nổi ước tính là sẽ nhận được là 275 tỷ USD, tương đương với 42% của gói hỗ trợ. Tiếp theo của phần thông tin vĩ mô, đó là kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng của Nhà Trắng chỉ bằng 1/4 sau khi thỏa thuận với hai đảng. Và ngân sách cho đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu của Nhà Trắng được đề xuất với trị giá là 2.600 tỷ USD cho 6 lĩnh vực, đó là giảm ô nhiễm môi trường, giao thông, tiện ích, chăm sóc người già tại nhà, xây dựng các cơ sở cộng đồng như trường học, nhà xã hội và sáng tạo với nhằm đầu tư hạ tầng mà không tăng thuế. Tuy nhiên, thì quy mô bị thu hẹp đáng kể sau thỏa thuận với Đảng Cộng Hòa và ngân sách cho dự án đầu tư hạ tầng sẽ chỉ chi mới là 550 tỷ USD, trong đó thì các hạng mục đầu tư R&D, xây dựng các tòa nhà công cộng, chăm sóc tại nhà cho người già và miễn thuế cho đầu tư năng lượng sạch bị loại bỏ hoàn toàn. Và với tin tức này thì chúng tôi đánh giá đó là với thỏa thuận mới chỉ bằng 1/4 kế hoạch ban đầu thì Mỹ dự kiến là vẫn sẽ tăng thâm hụt 256 tỷ USD, tuy nhiên là vẫn sẽ là thành công ban đầu cho tham vọng đầu tư công của Tổng thống Biden trong bối cảnh hệ thống hạ tầng Mỹ cần được nâng cấp. Vậy thì với những tin tức này, anh Tuấn có đánh giá gì không ạ? Vâng ạ, chúng ta biết rằng là Mỹ là một đầu tàu kinh tế của thế giới. Thông thường thì chúng ta sẽ nhìn vào hai đầu tàu chính tại điểm hiện tại, một là Mỹ, hai là Trung Quốc. Tuy nhiên thì châu Âu chúng ta có thể nhìn một phần, nhưng mà chủ yếu là Mỹ và Trung Quốc là những nước mà có tác động rất là nhiều đến Việt Nam. Thì với việc mà Mỹ đang có rất nhiều thông tin rất là tích cực đối với thị trường Mỹ này thì tôi tin rằng là dần dần nó sẽ lan tỏa đến Việt Nam mà thôi. Tuy vậy thì chúng ta cần phải nhìn lại rằng là nếu như chúng ta nhìn cả một cái các thế giới giống kiểu các cổ phiếu blue đến penny thì Việt Nam mình giống như kiểu cổ phiếu penny ấy. Và những cổ phiếu Mỹ hay là Trung Quốc mà giống như kiểu cổ phiếu blue thì những cổ phiếu blue sẽ hồi phục trước khi penny hồi phục. Ngược lại thì những công ty Việt Nam mà có phần xuất khẩu sang thị trường Mỹ cao ấy, thì Tuấn tin rằng là những cái đầu tàu mà được hồi phục trước. Ví dụ như gần đây thì Tuấn rất hay đọc báo cáo của Tổng cục Thống kê thì cái lượng mà xuất khẩu sang Mỹ đối với sản phẩm gỗ ấy, thì là một sản phẩm có cái tốc độ tăng trưởng rất là mạnh mẽ, nhất là khi mà Trung Quốc dần dần bỏ lại thị trường đấy cho mình. Đó, thế thì trong trường hợp như thế thì Tuấn tin rằng là những công ty như kiểu PTB, tức họ xuất khẩu gỗ sang thị trường Mỹ hay là gỗ Đức Thành và DT là những doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi trong quá trình này. Và đó thì nếu như quý vị có câu hỏi gì thêm về các cơ hội đầu tư thì quý vị có thể chat trong cái phần live stream và sau đó Tuấn và Duyên sẽ cố gắng trả lời các câu hỏi của quý vị.
Vâng. Và tiếp theo về phần thông tin vĩ mô, đó là Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu may mặc lần thứ hai trên thế giới. Thì theo kết quả đánh giá thống kê thương mại thế giới mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, thì Việt Nam đã vượt Bangladesh trở thành nước xuất khẩu hàng may mặc lần thứ hai thế giới với trị giá là 29 tỷ USD trong năm 2020 và chỉ sau Trung Quốc, tăng trưởng là 6,4%. Vậy với tin tức này thì chúng tôi đánh giá đó là xuất khẩu dệt may của Việt Nam bắt đầu được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại như EVFTA và mục tiêu vượt năm 2020 hoàn toàn đã nằm trong tầm tay. Vậy thì với tin này anh Tuấn đánh giá gì ạ? Vâng, chúng ta biết rằng là ngành dệt may là một ngành rất là thâm dụng lao động, và thông thường thành những công ty, những đất nước nào mà có cái cơ cấu dân số tức là thu nhập trung bình thấp là một này, thứ hai là cơ cấu dân số mà trẻ đó, thì Việt Nam mình cũng đang là một cái cơ cấu dân số vàng và mình đang được hưởng lợi cái này. Tuy vậy thì do cái rào cản đầu vào của ngành này không quá lớn, ví dụ như là chỉ cần học hết cấp 3 một chút và có một chút tay nghề một chút thì hoàn toàn có thể làm được, gia nhập được cái ngành này. Thứ hai nữa là nó cần đến hệ thống logistics khá là tốt, thì thực ra là cái độ khác biệt giữa các công ty, giữa các đất nước nó sẽ không quá nhiều đó. Thế thì Việt Nam mình đang được hưởng lợi nhờ cái cơ cấu dân số vàng và cái mức lương thấp đó. Tuy vậy thì Tuấn cho rằng là cái này nó không không phải là cái bền vững đâu, và chúng ta sẽ chỉ nhìn được cái ngành dệt may đâu đó chỉ khoảng đến 5 năm nữa. Như Tuấn có theo dõi một số các công ty may mặc hàng đầu Việt Nam, ví dụ như là MS Cut chẳng hạn, thì họ phải cố gắng làm sao để giảm cái mức lương ở mức rất là thấp, và mô hình kinh doanh đấy thì mô hình kinh doanh nó sẽ ok ở góc độ đất nước thì vẫn giúp đỡ được, đem lại đường ngoại tệ về cho đất nước, nhưng mà ở góc độ về đầu tư thì Tuấn không ưa thích những dạng ngành như này. Như vậy thì chúng ta sẽ nhìn trong khoảng 5 năm tới thì ngành này vẫn là một ngành khá là ok. Và ngoài ra thì thêm một thông tin cập nhật nữa rằng là CPTPP hay là EVFTA thì đều có những cái yêu cầu rất là khắt khe về nguồn nguyên liệu. Thì trong đó cổ phiếu STK tức là sở hữu kỷ ở Việt Nam mình đó, trên thị trường chứng khoán đó, thì công ty này đã có, một là họ xuất từ sợi, thứ hai nữa là sợi của họ là sợi đáp ứng một số tiêu chuẩn về môi trường ESG đó. Thế thì chính vì vậy cái công ty này sẽ được nhiều cái lợi thế hơn trong cái giai đoạn tới khi mà các FTA có hiệu lực này, và cái xuất khẩu của Việt Nam mình sẽ ngày càng lớn, chiếm những bánh ngày càng lớn hơn trên thị trường quốc tế đó. Thì Tuấn ưa thích, nếu theo câu chuyện này Tuấn ưa thích STK. Tiếp theo về thông tin vĩ mô Việt Nam thì đó là PMI tháng 7 đạt 45,1 điểm. Thì theo kết quả PMI của Việt Nam thì đến tháng 7 đạt 45 điểm và cao hơn so với tháng 6. Qua những cái thông tin nổi bật, đó là thứ nhất là sản lượng giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4 năm 2020. Thứ hai là thời gian giao hàng của các nhà cung cấp bị kéo dài ở mức đáng kể. Và thứ ba đó là chi phí đầu tư tăng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ. Thì với con số này thì vẫn cho thấy đó là ngành sản xuất của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn suy giảm. Xin mời. Vâng, chúng ta biết rằng là cái dịch Covid bùng phát này thì khiến cho việc sản xuất của Việt Nam bị gián đoạn rất là nghiêm trọng, đặc biệt là trong khu vực miền Nam. Đây là miền Nam được gọi là thủ phủ của Việt Nam mình về phát triển kinh tế. Đó thì chúng ta biết là Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, tất cả những khu vực đấy đều đang bị gặp rất là rắc rối trong cái phát triển kinh tế. Thì đương nhiên là khi mà cái vấn đề đấy xảy ra thì khiến cho cái ngành sản xuất của mình PMI nó xuống dưới 50 điểm là chuyện chắc chắn, mình có thể hiểu được điều đấy. Tuy vậy thì chúng ta cần nhìn lại tương lai rằng là nếu như mà chính phủ mình có thể kiểm soát rất là chặt chẽ được cái dịch Covid này, và thực tế là trong quá khứ đã có rất nhiều lần kiểm soát rất là tốt rồi. Và thứ hai là phụ thuộc vào tiến độ tiêm vaccine, thì theo cái cập nhật mới nhất của chính phủ là dự kiến cố gắng là đến tháng 6 2022 là mình sẽ tiến tới miễn dịch cộng đồng, và miễn dịch cộng đồng trên toàn bộ Việt Nam. Nhưng mà chúng ta cần phải nhìn lại rằng là chính phủ mình sẽ ưu tiên tiêm phòng ở các khu vực mà cái độ đô thị hóa rất là cao như kiểu Hồ Chí Minh trước. Chính vì vậy cái Tuấn cho rằng đến hết quý 4 năm nay là có thể miễn dịch cộng đồng ở những khu vực kinh tế lớn, và từ đấy thì khiến cho kéo theo nền kinh tế có thể tăng trưởng trở lại. Thì đương nhiên rằng là chúng ta cần phải nhìn lại cái vấn đề tiêm phòng Covid, nhưng mà Tuấn không cảm thấy không quá bi quan với trường hợp của PMI nó bị xuống sâu như này. Và sang tin tiếp theo đó là vốn đầu tư trong 7 tháng đầu năm. Thì như trên slide ở đây thì chúng tôi có
có trình bày ở slide, đó là vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó thì giải ngân từ trung ương đạt 35.200 tỷ đồng, tăng 13%, và từ địa phương thì tăng 4%, đạt 175.600 tỷ đồng. Và ngoài ra thì đó là vốn đầu tư công qua các năm thì những tháng 7 tháng đầu năm 2021 thì giải ngân được khoảng 37%. Và theo báo cáo mới nhất thì 10 bộ và 32 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên mức trung bình của cả nước là khoảng 36,71%. Và 7 bộ cơ quan trung ương thì chưa giải ngân kế hoạch vốn, và 2 bộ cơ quan trung ương thì đã giải ngân nhưng tỷ lệ giải ngân là dưới 1%. Vậy thì với tin tức này anh Tuấn đánh giá gì ạ? Vâng ạ, thì chúng ta biết rằng là khi mà Covid qua đi thì nếu như chính phủ muốn kích thích kinh tế thì cái biện pháp tốt nhất vẫn là đẩy mạnh đầu tư công. Và nếu như đẩy mạnh đầu tư công thì rõ ràng là những doanh nghiệp mà thiên về những mặt hàng, mà nếu như đẩy mạnh đầu tư công thì thường thiên về những cái mặt hàng kiểu thiên về cơ sở hạ tầng, và rõ ràng là những doanh nghiệp mà trong cái lĩnh vực đấy sẽ được hưởng lợi. Thì giống như kiểu một đấm thép ấy, khi mà cú đấm đấy được đưa ra thì nó sẽ có tác động lan tỏa sang các ngành nghề khác, thì những ngành này sẽ là những ngành được hưởng lợi đầu tiên. Và có một đặc điểm rằng là chúng ta nhìn thấy vốn FDI cũng tăng trưởng đâu đó khoảng 4% trong lần giải ngân đó, thì đây cũng chính là một cái mà động lực đi cùng với cả cái xu thế Trung Quốc cộng một và thay thế Trung Quốc trên toàn thế giới được đổ sang Việt Nam, được là một trong đất nước được hưởng lợi đó. Thì tôi tin rằng là bây giờ chúng ta có thể cơ hội đầu tư vào những ngành mà có cái tính giúp hỗ trợ cho nền kinh tế theo kiểu hạ tầng, như kiểu Hòa Phát chẳng hạn, thì đây là một thời điểm rất là tốt để mua vào những cổ phiếu tạm như này. Và đó là qua phần thông tin vĩ mô của chúng tôi. Chính vì vậy mà quý vị, quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để lại dưới comment, và đến cuối chương trình thì chúng tôi sẽ giải đáp những câu hỏi của quý nhà đầu tư. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần đó là phần thứ hai là lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Về tin tức đầu tiên đó là Ngân hàng Nhà nước đề nghị xây dựng luật xử lý nợ xấu. Và nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu ban hành từ năm 2017 sẽ hết hiệu lực vào ngày 15 tháng 8 năm 2022. Và hiện tại thì toàn bộ hệ thống thì vẫn còn khoảng 425,4 nghìn tỷ đồng nợ xấu, và xấp xỉ là 42,27% tổng dư nợ xác định theo nghị quyết số 42. Và theo Ngân hàng Nhà nước thì chấm dứt cơ chế xử lý nợ xấu theo nghị quyết 42 sẽ dẫn đến các khoản nợ cũ chưa xử lý xong, trong khi là nợ xấu mới tiếp tục hình thành do đại dịch COVID-19 và sẽ phải kéo dài hoặc không thể xử lý được. Và tổ chức tín dụng thì thiếu cơ chế tự xử lý nợ xấu sẽ gây bất ổn cho nền kinh tế và hệ thống ngân hàng. Chính vì vậy mà chúng tôi đánh giá là việc ban hành luật xử lý nợ xấu sẽ tạo hành lang pháp lý lâu dài và ổn định cho hoạt động xử lý nợ xấu, giảm xung đột với các luật chuyên ngành khác khi mà luật này được ưu tiên áp dụng vào quá trình xử lý nợ xấu thì sẽ đạt hiệu quả hơn. Vâng ạ, thì chúng ta biết rằng là cái quá trình xử lý nợ xấu được đưa thành luật thì nó sẽ có tác động rất là lớn đến ngành ngân hàng. Vì vậy thì ở góc độ ngược lại, chúng nhìn thấy rằng là những ngân hàng nào mà có cái tỷ lệ bao phủ nợ xấu tốt và có cái tỷ lệ nợ xấu thấp ấy, thì là vẫn tiếp tục là những ngân hàng mà được hưởng lợi trong cái quá trình tái cơ cấu này. Thì xin mời kỹ thuật có thể đưa ra cái hình ảnh về trong cái hai quý đầu năm của việc triển khai nợ xấu và cái việc mà trích lập nợ xấu của toàn ngành. Thì nếu như quý vị để ý thì sẽ thấy rằng là có 4 hay 5 ngân hàng mà có cái tốc độ xử lý nợ xấu rất là tốt. Đó là gồm có là Vietcombank với Techcombank là hai ngân hàng đứng đầu về việc tỷ lệ bao phủ nợ xấu, với Vietcombank đâu đó khoảng 350% và với Techcombank đâu đó khoảng 260%. Tiếp theo đó là MB hay là ACB đều có tỷ lệ bao phủ nợ xấu rất là thấp, rất là tốt, rất là cao. Và ngược lại ở tỷ lệ nợ xấu và ngành thì có Techcombank tỷ lệ nợ xấu rất là thấp, chỉ có 0,4% mà thôi. Tiếp theo là ACB, Vietcombank và MB, thì đều bốn ngân hàng này là bốn ngân hàng mà đang có chất lượng tài sản đứng đầu hệ thống, gồm có Techcombank, ACB, Vietcombank và MB là bốn ngân hàng đang có chất lượng tài sản đứng đầu hệ thống. Và ngoài ra thì nếu như chúng ta nhìn thêm ROE nữa thì bốn ngân hàng này đều có tỷ lệ ROE trên 20% và là một mức rất là an toàn để quý vị có thể đầu tư. Đó. Xin mời đại diện. Vâng,
Và tin tiếp theo của lãi suất tiền tệ và ngân hàng, đó là quý 3 năm 2021 thì tỷ giá Việt Nam đồng trên USD dự báo là duy trì ổn định. Với tin tức này thì tỷ giá Việt Nam đồng trên USD liên ngân hàng đi ngang và giảm nhẹ vào cuối tháng 7, phản ánh nguồn cung USD vẫn tương đối dồi dào nhờ kiều hối và vốn FDI tiếp tục tăng trưởng, bù đắp cho hiện tượng thâm hụt thương mại diễn ra trong 7 tháng năm 2021. Và tỷ giá Việt Nam đồng trên USD được kỳ vọng duy trì ổn định trong quý 3 nhờ vào thứ nhất, đó là kỳ vọng giảm mức thâm hụt trong các tháng cuối năm khi mà xuất khẩu tăng tốc trở lại. Và thứ hai, đó là dòng vốn FDI và kiều hối kỳ vọng tích cực. Và thứ ba, đó là Mỹ đã dỡ bỏ đe dọa thuế quan do thao túng tiền tệ đối với Việt Nam vào cuối tháng 7. Điều này sẽ làm giảm áp lực lên tỷ giá của Việt Nam đồng. Và với tin tức này thì chúng tôi đánh giá đó là rủi ro áp lực giảm giá Việt Nam đồng có thể tăng nếu Fed phát đi các tín hiệu đẩy nhanh việc giảm quy mô gói kích thích kinh tế 120 tỷ USD mua vào hàng tháng và hay là đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Chúng ta biết rằng là cái vấn đề của Fed tăng lãi suất thì câu chuyện đó Fed vẫn đang đưa ra cam kết rằng là ít nhất là thời điểm hiện tại họ vẫn chưa có kế hoạch để nâng lãi suất, nên cái vấn đề này tôi nghĩ rằng là chưa phải vấn đề quá đáng lo ngại. Nhưng ngược lại thì ở góc độ mà về đầu tư ấy, Tuấn vẫn nhắc lại có câu chuyện ngày xưa Tuấn có nói chuyện với một số anh chị em mà làm nghề quản lý quỹ mà họ ở bên những nơi lớn như kiểu Pháp chẳng hạn, khi mà họ muốn đầu tư vào Việt Nam thì họ nhận thấy rằng là cái lãi suất ở Việt Nam rất là tốt so với cả Pháp, lãi suất của họ đâu đó chỉ xung quanh 1% thôi, thì khi cộng với cả cái tỷ giá Việt Nam đồng trên đô rất là ổn định như này, thậm chí là Việt Nam đồng đâu đó còn đang tăng giá với đô cơ, thì cái khiến cho cái dòng vốn nước ngoài đầu tư Việt Nam sẽ được tăng trưởng trong thời gian tới, nhất là nếu như cái vĩ mô của mình vẫn tiếp tục ổn định và sẽ có rất nhiều những công ty mà được phát triển cái kinh doanh họ tốt lên đó, thì Tuấn tin rằng là đây thông tin này thông tin khá là tích cực cho cái vĩ mô Việt Nam thời gian tới. Dạ vâng. Và tiếp theo thì đó là chúng tôi đã đi qua phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Thì quý nhà đầu tư có câu hỏi gì đặt trong phần này thì cũng hãy đặt dưới comment và cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp cho quý nhà đầu tư. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh cổ phiếu. Đó là với tin tức là sự thận trọng của thị trường chứng khoán, quỹ Sovereign Capital quản lý tăng mạnh tỷ trọng tiền. Và tại ngày 29 tháng 7 năm 2021 thì quy mô của danh mục quỹ Việt Nam Enterprise Investment Limited đạt gần 2,34 tỷ USD và trong đó thì tỷ trọng tiền mặt quỹ lên tới là 5,56%, tương ứng với 130,3 triệu USD. Đây là tỷ trọng tiền cao nhất của quỹ kể từ tháng 5 năm 2020 tới nay. Và trong tuần trước đó là vào ngày 22 tháng 7 năm 2021 thì tỷ trọng tiền trong danh mục của quỹ chỉ là 3,93%, tương ứng với 92,8 triệu USD. Và Dragon Capital đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 từ 6% về 5% để phản ánh các rủi ro hiện có, chủ yếu là từ đại dịch COVID-19 với biến chủng Delta. Và một điều mà đang xảy ra không chỉ với Việt Nam mà cả thế giới là COVID tạo nên một nền kinh tế chữ K. Một số doanh nghiệp lớn lấy thêm được thị phần và phát triển còn tốt hơn giai đoạn trước COVID. Và một số bộ phận doanh nghiệp bé thì đã phải chịu thiệt hại cực lớn. Xin mời anh Tuấn ạ. Vâng ạ, thì chúng ta biết rằng là khi mà cái phần của chữ K này thì rõ ràng là những cái doanh nghiệp mà lớn họ được tiếp cận rất nhiều thứ. Một là họ tiếp cận được nguồn vốn tốt hơn này. Nếu như mà quý vị để ý rằng là những cái gói vay lãi suất rẻ mà chính phủ nói đến, ngân hàng nhà nước nói đến thì rõ ràng là chỉ các công ty lớn mới được tiếp cận đó. Và thứ hai nữa là những công ty lớn thì họ có nhiều cái nguồn lực để họ chống chịu hơn, tốt hơn sau đợt khủng hoảng này đó. Thì rõ ràng là chúng ta nếu như chúng ta cầm được những công ty mà đầu ngành trong một lĩnh vực nào đó thì nó sẽ là những cái lợi thế rất là lớn. Ví dụ như là Hòa Phát chẳng hạn, khi mà cái dịch này thì khiến cho rất nhiều công ty thép khác bị đi xuống, nhưng Hòa Phát lại chỉ lấy thêm một phần của những thằng lớn đó, thằng nhỏ đó. Thì đấy là những cái quan điểm của Tuấn. Tiếp theo của kênh cổ phiếu thì chúng tôi đề cập đến một tin, đó là thị trường ô tô phục hồi, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tăng trưởng tốt 6 tháng năm 2021. Và theo Hiệp hội của các nhà sản xuất ô tô Việt Nam thì tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh số bán hàng trên toàn thị trường của các đơn vị thành viên của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam đạt 150.481 xe các loại, tăng 40% so với cùng kỳ. Và rủi ro 6 tháng cuối năm 2021 có hai rủi ro. Thứ nhất đó là dịch COVID-19 với biến chủng Delta và thứ hai đó là tình trạng thiếu chip bán dẫn.
Và theo đó thì Vim, Savico, City Auto, Hasako thì đều có mức doanh thu 6 tháng tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ. Trong đó thì Hasako có doanh thu thuần 6 tháng tăng cao nhất trong nhóm với 34% so với cùng kỳ. Trong cái ngành này thì Tuấn nghĩ rằng là do cái năm 2020 là một năm mà ngành ô tô bị hit rất là mạnh, khiến cho cái lượng tiêu thụ giảm rất là sâu. Thì bây giờ là nó phục hồi sau cái giai đoạn đó, khiến cho cái lợi nhuận của ngành này cũng tốt lên. Trong đó thì công ty Vim VEA là một công ty mà khá đáng theo dõi, khi mà công ty này sở hữu một tỷ lệ phần trăm, mặc dù nó không nhiều nhưng mà nó là cũng khá là ổn ở tại các công ty kiểu Honda, Toyota và Ford. Đồng thời với cả đó là Vim này có chất lượng tài sản rất là tốt, có lượng tiền mặt rất là khỏe. Đó thì đấy là công ty chúng ta để theo dõi trong thời gian tới. Vâng, và tiếp theo của kênh cổ phiếu thì chúng tôi xin phép được cập nhật hiệu quả danh mục giá trị tính đến ngày 5 tháng 8 năm 2021. Thì tính đến ngày 5 tháng 8 thì danh mục giá trị của chúng tôi đạt hiệu quả đó là 37,3% so với VN Index là 20,1%. Và danh mục giá trị của chúng tôi sẽ được cập nhật thường xuyên hàng tuần trên group VN Direct đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững. Chính vì vậy mà quý nhà đầu tư hãy tham gia vào group của chúng tôi và nhận những thông tin từ danh mục của chúng tôi. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang kênh tài sản khác. Ở kênh này thì chúng tôi đề cập đến kênh bất động sản, thị trường hấp thụ tốt lượng cung. Và thị trường bất động sản không có tồn kho mới từ thị trường thứ cấp trong quý 2 và toàn bộ cung được hấp thụ. Theo Bộ Xây dựng thì tổng lượng giao dịch quý 2 khoảng gần 30.000 sản phẩm, tăng 18% so với quý trước đó. Đáng chú ý đó là trong số 29.000 sản phẩm thì Hà Nội và Hồ Chí Minh chiếm 13%, còn lại là các tỉnh thành khác. Điều này thì có thể thấy thị trường bất động sản có sự lan tỏa sang các tỉnh thành khác. Và căn hộ trung cấp vẫn là sản phẩm chính, phân khúc cao cấp xuất hiện căn hộ giá chào bán từ 570 đến 700 triệu trên mét vuông. Và thị trường bất động sản ổn định, cầu khá tốt trong khi cung tăng chậm hơn, bất động sản có tính tích cực hơn. Xin mời anh Tuấn ạ. Vâng, chúng ta biết rằng là trong cái quý 4 2020 thì cả thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều đã thông được cái chính sách về phát triển dự án mới. Trong đó thì khiến cho cái lượng cung nó bị hạn chế trong giai đoạn trước năm 2020 sẽ được mở lên và sẽ được bàn giao nhiều trong cái giai đoạn mà 2021 và cuối 2021 và đầu 2022. Trong đó thì trong team trung tâm tư vấn đầu tư của Vindirect cũng đã đưa ra có 3 mã cổ phiếu chúng ta thể quan tâm, gồm có là Vinhome, với việc công ty này có một quỹ đất rất là lớn và công ty này cũng có cái hệ sinh thái rất là tốt khi họ xây dựng cái một đại đại đô thị. Chúng ta biết rằng là bây giờ cái xu hướng của mọi người đang đề hướng đến nó là sống xanh hơn và xây dựng theo hướng đại đô thị. Thì trong cái việc xây dựng đại đô thị thì cái quan trọng nhất đó là phải có một cái hệ sinh thái gồm có y tế và có giáo dục, đó là hai thứ rất là thiết yếu, và Vin đã xây dựng được điều này rồi. Đó thì đấy là một lợi thế cạnh tranh rất là lớn của Vinhome. Sau đó thì chúng ta có thể xem xét đến Nam Long, khi mà công ty này cũng đang bắt đầu xây dựng cái đại đô thị và họ cũng có cũng bắt đầu tham gia vào mảng xây dựng cái hệ thống y tế và hệ thống giáo dục. Ngoài ra thì chúng ta để tham gia tham khảo thêm Khang Điền. Đó thì ba cổ phiếu này, ba cổ phiếu mà Tuấn đánh giá rất là cao trong cái việc đầu tư trong cái team bất động sản, nhất là đến cuối năm nay là họ sẽ bàn giao rất nhiều cái dự án và hạch toán doanh thu lợi nhuận. Dạ vâng. Và tiếp theo ở kênh tài sản khác thì chúng tôi có nhắc đến tiền số, đó là thu thuế giao dịch lo ngại với hay diễn biến tích cực của tiền số. Thì Quốc hội Mỹ đang xem xét yêu cầu các sàn môi giới tiền mã hóa báo cáo giao dịch cho sở vụ thuế, và điều này thì buộc các nhà đầu tư tiền số phải nộp thuế và doanh doanh nghiệp sẽ phải báo cáo giao dịch quy mô trên 10.000 USD. Và đặc tính của tiền số là bảo mật, tách xa sự quản lý bất cứ cơ quan nào. Việc thu thuế sẽ hủy hoại sức hấp dẫn của loại tiền này. Và ở góc độ khác thì đây có thể là điểm tích cực với loại tiền này, với việc đánh thuế tiền số sẽ có thể được coi là một loại tài sản được công nhận bởi cơ quan quản lý. Anh Tường có đánh giá gì về loại tài sản này ạ? Tiền số là một cái tài sản mới của thế giới, và nếu như quý vị có để ý thì ở rất nhiều các quỹ lớn trên thế giới, ở tại Mỹ họ bắt đầu xây dựng cái quỹ ETF về tiền số. Rõ ràng rằng là tiền số đang trở thành dần dần thành một cái kênh tài sản mới so với cả trước đây. Cách đây khoảng 2-3 năm thôi thì tiền số giống như kiểu một một trò vui đùa, một một trò cờ bạc nào đó, nhưng bây giờ đã trở thành một kênh tài sản. Và khi là một kênh tài sản thì cái lượng vốn nó sẽ được bổ dồn vào đây. Giống như câu chuyện là trước đây thì hầu hết quý vị đều đang coi chứng khoán là một kênh cờ bạc,
thì bây giờ chứng khoán đã được coi là một kênh tài sản của người dân. Chính vì thế chúng ta đã chứng kiến cái việc mà giá của ngành chứng khoán đã tăng tăng một cái mức lên một mức rất là mới, rất là lớn, rất là cao so với quá khứ. Đó thì Tuấn tin rằng là kênh tiền số cũng tương tự như vậy. Tuy vậy thì Tuấn vẫn nhắc lại rằng là tiền số hiện tại đang chưa được cho phép tại Việt Nam và chúng ta cần phải thận trọng khi chúng ta tham gia vào kênh này. À, vâng, và đó là những đó là về kênh tài sản khác. Và tiếp theo thì phần cuối cùng của phần tiếp theo của chúng tôi đó là về phần câu chuyện đầu tư. Thì tuần này anh Tuấn mang đến cho quý nhà đầu tư câu chuyện gì ạ? Xin mời anh Tuấn. Câu chuyện tuần này chúng ta sẽ nói về phạm lãi và y đốn. Phạm lãi là, nếu như đánh quý vị mà chưa biết thì phạm lãi chính là một trong những viên quan rất là nổi tiếng và là cánh tay đắc lực của Việt Vương Công Tiễn trong cái việc đánh bại nước Ngô của Phù Sai. Thì sau khi mà đánh bại xong thì Phạm Lãi mới từ biệt Công Tiễn và ra đi, tức là trở thành một người dân bình thường. Thì Công Tiễn mới hỏi là tại sao không ở lại với tôi, tức là không ở lại mà lại đi mất. Thì Phạm Lãi chỉ bảo rằng là tôi chỉ muốn giúp đỡ vua trong thời gian đấy thôi, và tôi không muốn tiếp tục làm quan trong giai đoạn mà kiểu như là ca khúc khải hoàn. Thì đương nhiên đấy là một cái vấn đề, là lúc ấy Phạm Lãi đã nhìn thấy rằng là Công Tiễn là một người thường thì viết cái công thần đó. Thì Phạm Lãi cũng ra đi. Thì khi mà Phạm Lãi ra đi thì Phạm Lãi đổi tên thành Đào Chu Công, và nhờ cái khả năng buôn bán rất giỏi của mình thì Phạm Lãi dần dần trở thành một người giàu có và nổi tiếng thời điểm đấy. Thì lúc đó một anh chàng tên là Y Đốn, anh này là người nước Lỗ, và sau khi anh ấy mất rất nhiều thời gian anh đi thi khoa cử và anh ấy không thành công, thì anh cũng muốn đi theo con đường thương nhân. Và một lần may mắn thì anh gặp được Phạm Lãi, và Phạm Lãi cảm thấy rất là yêu quý anh chàng thanh niên này nên vui vẻ chỉ giáo các thủ thuật để có thể kiếm được nhiều tiền. Thì lúc đó anh Phạm Lãi mới chia sẻ lại thì chỉ có quay lại chỉ có hai thứ thôi: một đó là tiết kiệm, và hai đó là đi tìm cách góp vốn, tức là tìm cách đầu tư. Và sau đó thì Y Đốn nghe thế thì bắt đầu về tiếp tục đi làm kiếm tiền tiết kiệm, và sau đó được một cục nhỏ nhỏ rồi bắt đầu mới đi góp vốn. Và đầu tiên thì Y Đốn góp vốn với một anh chàng thợ hồ, phu hồ, và anh chàng này thì đang muốn xuống phía Nam để đi buôn ngọc. Thì sau khi kể câu chuyện đấy với cả Phạm Lãi thở dài nói rằng là lần này chắc chắn là ngươi thất bại rồi, vì người kia chỉ là một thợ hồ, không phải người trong ngành, nên hắn ta sẽ không bao giờ làm ăn có lãi được, và rất có thể hắn là một kẻ lừa đảo đó. Sau lần đấy thì đúng là câu chuyện diễn ra y như thế thật, và người thợ hồ đó đã một đi không được quay trở lại. Y Đốn thì tiếp tục về tiết kiệm, và lần thứ hai thì anh ta cho một người thợ rèn vay để mở rộng cái xưởng xuất của mình. Và khi đó thì quay lại hỏi Phạm Lãi thì Phạm Lãi bảo rằng là lần này cũng phải thành công đấy, nhưng mà sau đó thì anh sẽ làm gì? Thế thì Y Đốn mới bảo rằng là bây giờ đã thành công này rồi thì chắc là tôi sẽ đi mua một mảnh đất rồi sống một cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng. Phạm Lãi bảo rằng là chưa được, bây giờ từng ngày tiền chưa thể đủ để sống thoải mái được, bây giờ anh phải tiếp tục mang tiền đi đầu tư tiếp. Và đó thì theo cách đó thì Y Đốn liên tục như vậy, và sau một khoảng thời gian thì Y Đốn đã trở thành một thương nhân rất là giàu có, nổi tiếng và không thua gì Phạm Lãi. Cái bài học chúng ta rút ra đây là gì? Đó là khi đầu tư thì thứ nhất là chúng ta phải chọn cái người gọi là người kinh doanh cùng mình ấy, có tài năng này, thứ hai có chuyên môn cao này đó, và chọn chủ doanh nghiệp là có một cái tài đức là cực kỳ quan trọng đó, đúng không ạ? Không phải là nếu như chúng ta chọn người như kiểu thợ hồ rất là rủi ro, đúng không ạ? Thứ hai đó là khi chúng ta nâng cao quy mô tài sản đầu tư thì khá là quan trọng ngay ban đầu. Và Tuấn tin rằng cái việc mà có rất nhiều người mà trading for living, tức là sống và để giao dịch để sống qua ngày, thì thường khó nâng được cái tổng quy mô tài sản mình lên đó. Thế thì đấy chính là cái nhược điểm của người mà nếu như chỉ quay ở 1-200 triệu hoặc 1-2 tỷ thì không nâng được quy mô tài sản mình, thì khó mà vươn lên một tầng nước mới như kiểu của Y Đốn Phạm Lãi. Thì đó, thì đấy là cái câu chuyện tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Vậy thì trước khi mà chúng ta sẽ chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư, thì tôi xin phép được quảng cáo một chút. Đó là ngoài chương trình La Bàn Đầu Tư của chúng tôi được phát sóng trực tiếp vào lúc 15:30 thứ hai hàng tuần, thì chúng tôi còn có chương trình tọa đàm đầu tư. Chương trình này sẽ dành riêng cho khách hàng của VnDirect. Ở chương trình thì chúng tôi sẽ phân tích về mã cổ phiếu hay là nhận định thị trường. Thời gian của chương trình sẽ được diễn ra vào lúc 15:30 thứ tư hàng tuần, và thông tin của chương trình thì được chúng tôi sẽ gửi ở các cộng đồng và các group. Và chương trình tiếp theo đó là chương trình cổ phiếu 360 độ.
Ở chương trình này thì chúng tôi sẽ phân tích cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Thời gian sẽ được livestream trực tiếp vào lúc 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Và một chương trình nữa đó là đối thoại với PM hay là đối thoại với chuyên gia ngành. Thì chương trình của chúng tôi sẽ mời những PM hay là chuyên gia đến để chia sẻ với quý nhà đầu tư về triết lý và chiến lược đầu tư của mình. Thời gian thì sẽ được phát sóng livestream trực tiếp vào lúc 9 giờ thứ bảy hai tuần một lần. Ngoài ra thì chúng tôi còn có hai cộng đồng trên Facebook và Stockbook, đó là VN Direct đầu tư tích sản tăng trưởng bền vững và VN Direct cộng đồng giao dịch chứng khoán DTrade. Và tất cả những thông tin này của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở trên page trung tâm tư vấn đầu tư VN Direct. Thì ở đây thì tôi có gửi lên các mã QR code thì quý nhà đầu tư có thể kích vào đó để tham gia cộng đồng và theo dõi page của chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi có The Academy, trên đó thì chúng tôi cũng có đề cập những cái khóa học để có thể giúp quý nhà đầu tư tăng trưởng cái kiến thức của mình để mình thêm vững vàng trong quá trình đầu tư của mình. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần câu hỏi của quý nhà đầu tư. Với câu hỏi đầu tiên của bạn Hòa Lê có gửi về cho anh Tuấn, đó là anh nhận định như thế nào về VHC trong năm 2022 khi chi phí thức ăn và vận chuyển còn rất cao, lao động khó khăn do dịch bệnh? Xin mời anh Tuấn ạ. Đối với Hoàn thì Tuấn nghĩ rằng là chúng ta nên nhìn ở góc độ rằng là bây giờ đang ở đáy chu kỳ, như thế sẽ hay hơn. Vì đang ở đáy chu kỳ nên thành ra là cái giá của cá tra đang ở mức thấp lịch sử, đồng thời rằng là cái chi phí mà vận chuyển cũng đang thấp, và như vậy thì giá cổ phiếu sẽ đang ở mức đâu đó ở quanh đáy đâu đó quanh đây. Sau đó thì nếu như mà nền kinh tế mình chuyển sang phần thuận lợi hơn thì rõ ràng là Vĩnh Hòa sẽ được một cái lợi thế lợi nhuận sẽ tăng này, đúng không? Và thứ hai là giá cá tăng, rồi rất nhiều các doanh nghiệp mà ở tầm dưới nó bị disrupt, tức là họ phải như kiểu người nuôi ao, tức là nông dân bỏ ao, thì rõ ràng là lúc đó mà khi nền kinh tế phục hồi thì Vĩnh Hoàn sẽ là người được hưởng lợi rất là lớn đó. Chúng ta nên nhìn ở dạng như thế. Thì trong trường hợp như vậy thì sau khi mà cái Covid này qua đi thì tôi tin rằng là Vĩnh Hoàn sẽ là có một cú bật rất là mạnh và chúng ta có thể trông chờ được đó đâu đó vào 2022. Và câu hỏi tiếp theo cũng từ bạn Hoàng Lê, đó là anh Tuấn cho hỏi là ECC sẽ được hưởng lợi như thế nào khi chính phủ tăng đầu tư công? EDC thì là một công ty khá là ok ở góc độ là họ được cái quỹ đất khá là tốt tại Bình Dương nhờ sự hỗ trợ của công ty mẹ Becamex. Thì công ty này vẫn ok thôi, không có gì đáng nói cả. Mức tăng trưởng hàng năm đó được khoảng 15% thì tôi nghĩ hoàn toàn đạt được do họ cái lợi thế rất là lớn. Vâng. Sang câu hỏi tiếp theo của bạn Thanh Vũ Đinh. Anh có thể cho biết là ngành nghề nào sẽ phục hồi mạnh sau đại dịch? Khi mà đại dịch này qua đi thì quan điểm của Tuấn có hai team để đầu tư nhé, hai câu chuyện đầu tư. Một là cái Covid nó xảy đến khiến cho một số các ngành bị đi xuống và một số ngành sẽ được hưởng lợi đó. Thế thì theo team đấy chúng ta sẽ lựa chọn những ngành nào mà nhờ Covid khiến cho kinh doanh của doanh nghiệp ấy tốt lên đó. Thì trong trường hợp đấy thì Tuấn nghĩ rằng là chúng ta sẽ xem những công ty mà như kiểu DGC chẳng hạn, là một công ty mà Covid khiến cho cái IoT của thị trường nó phát triển mạnh lên, và đồng thời Trung Quốc là giảm xuất khẩu phút qua vàng khiến cho cái bình bánh ấy dành lại cho DGC, thì đấy là một công ty. Hay là PTB họ đẩy mạnh thương mại điện tử và bán hàng trực tiếp sang Trung Quốc sang Mỹ luôn đó, thì PTB cũng là một doanh nghiệp mà được hưởng lợi đó. Rồi hay là những câu chuyện mà di chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam như kiểu của Đông Hải Bến Tre, DHC hay là Hòa Phát là những doanh nghiệp mà họ cho dù bị Covid hay không thì họ vẫn đang tăng trưởng rất là thần tốc đó. Thì đấy là một cái team đầu tư, và trong cái team đầu tư đấy thì rõ ràng quý vị sẽ không phải chờ đợi quá lâu. Và ngược lại trong cái team mà thiên về gọi là phục hồi sau Covid thì cái những ngành mà bị ảnh hưởng rất là nặng thời gian qua như kiểu ngành bán lẻ đối với cả P&J với cả thế giới động, thì đương nhiên là những doanh nghiệp này đã có sự phục hồi khá là mạnh mẽ trong trong giai đoạn mà từ quý 3, từ tháng 3 năm ngoái đến bây giờ. Tuy vậy thì mức phục hồi này nó vẫn đang bị cản trở bởi dịch Covid lần thứ tư này. Thì đấy là những doanh nghiệp hoàn toàn để sở hữu. Ngoài ra thì chúng ta thể xem xét đến ngành hàng không đối với cả công ty ACV. ACV là công ty mà sở hữu cái lượng cảng hàng không khá lớn tại Việt Nam, gần như độc quyền. Đó thì đó là những công ty mà Tuấn nghĩ rằng là có thể theo dõi. Tuy vậy thì Tuấn vẫn nói rằng là mình nên đi ưu tiên theo hướng gọi là cái team mà nhờ Covid được khiến cho cái doanh nghiệp ấy được tăng trưởng tốt hơn. FPT cũng là một cái doanh nghiệp trong cái team mà up nhé,
còn cái team phục hồi nó là thế giới động này, hay PNV hay ACV đó, thì đấy là quan điểm của tôi. Và câu hỏi tiếp theo của bạn Khánh Hòa đó là cho hỏi HAH có mua được không ạ? HAH thì một đặc điểm rằng là họ đã được hưởng lợi từ cái dịch vụ tàu cái, tức là HAH thì họ hai mảng kinh doanh, một là cái cảng HAH, cảng Hải An tại ngay chân cầu Bạch Đằng, và hai là cái mảng vận tải biển. Thì hầu hết thì cái mảng vận tải biển của họ là họ có mua cái giá tàu mức thuế suất rất là thấp. Tôi còn nhớ là cái giai đoạn mà 2010 16 17 là giai đoạn mà thị trường vận tải biển đi xuống rất là, tức là cái cước giá vận tải biển xuống rất là sâu, thì thay vì những công ty khác thanh lý thì lúc đó là HH lại đứng ra để mua những con tàu mới đó, khiến cho suất đầu tư của HH ở mức rất là thấp đó. Đấy là một cái thể hiện một cái khả năng tầm nhìn của HH khá là tốt. Còn tuy vậy thì nếu như mua tại thời điểm hiện tại thì vẫn rất là khó nói, bởi vì giá cổ phiếu đã tăng một cái lên một mức rất là cao rồi. Tuy vậy thì do cái cước vận tải biển hiện tại vẫn đang ở mức rất là cao, chính vì vậy mà HH vẫn ok trong ngắn hạn, có thể ok, nhưng mà ở góc độ dài hạn thì Tuấn rất là khó nói câu chuyện rằng thời điểm này là thời điểm tốt để mua hay không, bởi vì đứng trên định giá thì nó đã tăng lên mức cao mới rồi. Dạ vâng, và chương trình của chúng tôi có giới hạn, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được trả lời hai câu hỏi nữa trước khi kết thúc chương trình. Câu hỏi của bạn Trần Minh Hiếu đó là dịch bệnh có ảnh hưởng đến ngành bảo hiểm nhiều không ạ? Xin mời anh Tuấn ạ. Ngành bảo hiểm thì nó thông thường đi theo cái câu chuyện nền kinh tế, tức là nếu GDP tăng thì thông thường là chẳng hạn như người mua xe tăng này, thì những công ty mà bán bảo hiểm nhân phi nhân thọ cho mảng xe sẽ được hưởng lợi, đúng không? Thì nó sẽ đi nhiều hơn theo nền kinh tế, rõ ràng như vậy, rõ ràng nó có bị ảnh hưởng, đúng không? Nhưng ngược lại thì nếu như tại thời điểm hiện tại thì Tuấn có nói chuyện với cả một số các anh chị em làm bên ngân hàng, hiện tại là các ngân hàng thực tế là họ đang đang thiếu vốn, và khiến cho họ bắt đầu tăng cái lãi suất cho dành cho khách hàng ưu tiên. Ví dụ như là đối với khách hàng thường thì khoảng 5,5% chẳng hạn, thì khách hàng ưu tiên sẽ lên 5,7, 5,8% đó. Thì cái việc mà tăng cái lãi suất đấy thì nó sẽ có lợi cho những ngành bảo những công ty mà có cái lượng tiền mặt khá là cao, và ngành bảo hiểm rõ ràng là một công ty bảo hiểm thì thông thường cái tỷ lệ tiền mặt trong cái tổng quy mô tài sản họ chiếm rất là lớn. Thì tại thời điểm hiện tại thì tôi nghĩ rằng ngành bảo hiểm sẽ rất là ok trong cái trường hợp mà, một là nền kinh tế đang ở đáy và đang có xu hướng đi lên, hai nữa là cái lãi suất đâu đó cũng có xu hướng nhích lên, thì ngành bảo hiểm đang là một ngành khá là ok để tích lũy. Và tiếp theo là một câu hỏi của bạn Phạm Thọ, đó là ảnh hưởng giảm giá nước đến TDM và BWE như thế nào hả anh? Giảm giá nước à? Rồi. Giảm giá nước à? Tuấn thì chưa nghe câu chuyện này. Sorry, thì câu chuyện này chắc là Tuấn chưa cập nhật được, thì chắc là phải để một thời gian sau trả lời bạn họ sau. Nhưng mà theo con cái cập nhật của Tuấn cách đây 1-2 năm ấy, thì việc giảm giá nước, tức là bên tỉnh Bình Dương là họ với câu chuyện tăng giá nước đều khoảng 5% một năm cho đến 2022 2023 đấy, thì bên VKB đang là công ty được hưởng lợi. Còn cái câu chuyện mà giảm giá nước này Tuấn chưa biết, nếu như nó chỉ là giảm giá nước kiểu ngắn hạn tạm thời để ủng hộ hỗ trợ doanh nghiệp ấy, thì Tuấn nghĩ rằng nó chỉ trong ngắn hạn thôi, nó không phải là điều gì đáng lo ngại. Chắc là cái này Tuấn phải kiểm tra thêm. Xin lỗi chưa trả lời được bạn câu hỏi này. Dạ vâng, như vậy thì chương trình của chúng tôi cũng có giới hạn, chính vì vậy mà những câu hỏi của quý nhà đầu tư thì chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp ở dưới comment cho quý nhà đầu tư sau khi kết thúc chương trình này. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào 15h30 phút thứ hai tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị đầu tư. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.